Hôm nay chúng ta sẽ trở thành thần bài trong tựa game poker độc lạ Bình Dương, bởi vì bộ bài của chúng ta sẽ không chỉ bao gồm những lá bài thông thường mà còn có cả những lá joker với các tác dụng đặc biệt, các lá bài tarot thiên biến vạn hóa và thậm chí là cả các lá bài hành tinh huyền ảo. Nói chung cơ bản trong tựa game này thì bộ bài của chúng ta như một bộ bài ma thuật Yu-Gi-Oh vậy, càng ngày càng được xây dựng mạnh lên để đối đầu với những con boss vô cùng khó. Ok, cùng đến với Blastro nào. Nhiệm vụ của mình là kiếm điểm để thắng cái tiền cược của cái địch à? Nói chung là đây là một cái cược nhỏ nhá, chỉ cần 300 chip là có thể thắng được rồi. Select ở đây. Ok, mình sẽ được chip bằng cách là chơi những cái tay poker nhá. Nói chung là mỗi cái bài của mình thì sẽ được lượng chip cơ bản nhân lên tùy theo cấp số nhân. Mình có thể xem trong phần run info. Cái này nhân 8, nhân 7, nhân 4, nhân 4 à, nhân 2, nhân 1 à. Bài cũng cho mình được chip á. À, mỗi lá bài sẽ cộng cho mình một số chip nhất định à. Giờ chọn 5 lá xong bấm vào chơi à. Thì theo logic của poker thì bài đẹp nhất của mình sẽ là 2 con 2 với Zika As đúng không? Thế là mình được có 28 điểm. Bỏ tối đa là 5 lá bài. Bỏ 3-4 quy quy, bởi vì như thế mình còn đường là... Bởi vì nếu mình đã ra 6 thì mình nối lên rồi thì mình cần gì con 3. Và tin tôi. Hey! Nói chung là mình có số lượng bài và discard nhất định mỗi lượt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. từ từ nhá, trò này nó khác với cả poker thông thường. Tại vì là mình đánh cái gì sau đấy mình còn phải tính là mình giữ lại là những cái lá nào để nó liên quan đến nhau cơ. Đợi con 5 cơ á. Đợi con 5 cơ thì đánh cái gì? Tham lam vừa thôi. Thùng phá sảnh 100 x 8 là 800 luôn á. Hay là 5 cơ hoặc là 10 cơ. Hai con đấy dưới đáy à, không sao các bạn tin tôi. Úm ba lạ. Nói gì đi ạ? Có địt nó ra à? Nào nói gì đi. Trùng phá sảnh. Một phát. Trời ơi nó còn tính. Ui nó còn tính thêm điểm. Mỗi con bài 140 x 8 ạ. 1000 điểm. Được chưa? Win luôn. Đấy thế là các bạn đã thắng được cái blind 300 này rồi này. Bây giờ bạn có tiền thì bạn có thể mua bài từ trong shop. Hãy mua lá bài Joker đẹp trai này đi. Mua lá Joker này được cái gì cộng 4 multi là nhân 4 lần à. Đây là một trong 150 con Joker bạn có thể thêm vào trong cái lượt chơi nhá. Mỗi Joker sẽ có cái tác dụng khác nhau. Cái này sẽ cho mình cộng 4 lần nhân. Tối đa thì mang được 5 con Joker trong cùng một lúc thôi. Bây giờ mua lá bài còn lại. Cường hóa 2 lá bài được chọn. Đây là lá bài Tarot nhá. Nó chỉ cường hóa những cái lá nào mà mình đang chơi thôi. Mình có thể mang được 2 lá tiêu thụ một lúc. Nếu mà đủ tiền thì mình có thể mua voucher. Voucher này nó sẽ gọi là nội tại nâng cấp cho cái lượt chơi của mình. Ví dụ như cái này là cộng 1 hand mỗi vòng là như nào nhỉ? Gói bài à? À chọn một trong 3 lá bài để thay vào bộ bài này. Chọn một trong 3 lá bài Tarot này để sử dụng ngay lập tức. Nếu bạn chọn Big Blind thì sẽ được tiền nhá. Hoặc chọn Skip để được cái tag. Mỗi cái tag nó sẽ có cái tác dụng khác nhau. Để ý đến phần Boss Blind, nó có kỹ năng gì đấy mà mình cần phải tính toán mỗi vòng. Nếu mình đánh bại được cái Boss Blind này thì tất cả các cái Blind nó sẽ khó hơn. Skip Blind để được cái gì đấy? Cho mình 1 đô với mỗi lần không discard trong lượt này là sẽ cho 2 đô á. Nà chê Big Blind. Khi thó thêm lá bài, nhớ là bạn có thể sắp xếp lại chúng. Joker sẽ kích hoạt theo thứ tự từ trái sang phải. Gì đấy? Chọn 2 lá bài trên tay và dùng để cho lá bài Tarot cường hóa luôn à? Thôi chắc là cường hóa đôi quy đi các bạn. Là đơn giản nhất rồi. Used. Đấy, hai con quy này sẽ được cộng 10 với cộng 10 chip và cộng 4 lần nhân nữa các bạn. TV thật bài à? Đâu, vào Discord xem nào. Discard không được tiền, để em discard cho mà xem. Nhìn nhớ, discard đôi 2, 7, 9 này. Đấy, có được cái gì đâu.
còn cái nịt rồi mọi người. Còn 3 lần discard nữa, 4 hand. Nhưng mà bây giờ mình có cái có thể ra một con tép à. Nào, bây giờ discard 14 là chắc chắn này. Discard luôn 7 át đi. Mình đã cường hóa hai con quy này rồi. Cường hóa quy rồi lấy flood làm gì? Đúng. Flood đến lúc flood lại phải mất đôi quy không? Đúng. Vô dụng trong quy kia. Đúng. Mình tất tay đấy. Đúng. Discard tiếp. Chiu. Nó đéo ra chị Vy ơi. Còn 2 lần. Còn 2 lần bỏ bài. Không. Bây giờ lại có 10 GQK át à? Hay mình chưa nhùn không? Mình discard con 7 rồi. Discard con 7 thì tỷ lệ thấp quá. Nếu mà đã quyết định thùng phá sảnh thì discard luôn cả con quy này. Bây giờ con G nhá, đây chỉ còn 36 trên 52 lá đúng không? Tỷ lệ ra con G của mình là 1/36 ấy. Mình có thể discard coi như là 4 lá thì là mình sẽ có 8 trong 36 à? Đấy, tỷ lệ thấp thế. Con 3 thì vẫn còn 2 lá, con quy còn 2 lá. Đúng rồi. Tỷ lệ kia vẫn ngon hơn. Nhưng mà em bỏ kia đi em vẫn có thùng mà. À thật ra thì mình cùng lắm là thùng cùi hơn đúng không? Ừ. Được. Tỷ lệ thùng rất là cao đúng không? Có giữ con quy đằng nào, con quy cũng cường hóa vậy. Bỏ 70 cát. Đúng. Không. Mình phải giữ là trường. Không. Thế thì em lại phải đi ngược lại với chị. Ơ kìa. Tớ chọn cộng. Cái gì à? Nhân thành trường. Bình tĩnh, vẫn có 3-7-10k át mà. Cái kênh chết Zidane này. Cái chết Zidane chết cái chết luôn. Thấy đúng. Chưa, ra 3 là full house rồi. Vẫn mấy con quỷ nhỉ? Cày thế nhỉ? Không, vẫn còn một lần discard cuối chị Vy. Discard cuối không ra thì... Không ra thì play cái hand này vẫn nhân được khá khá mà, sao đâu. Lệ của mình là 3/32 à? Có cái nịt. Giữ lại đôi ca thôi để bài sau cho nó mạnh. Thôi, 3 năm 10 át. Đây, cái này nhân được bao nhiêu xem nào. 11, 10, cộng 4 multi, 10, 5, 3, 74 nhân 12 này. 888 điểm, ui dồi ôi thừa. Bài này hướng dẫn nó dễ lắm. Được 7 tiền này. Voucher là cộng 1 hand. À, tức là mình sẽ được đánh 5 hand. Lá bài này là chuyển 3 lá trở thành cơ. Còn cái này là lên cấp 2 đôi thì sẽ được cộng 1 một lần multi cộng 20 chip. Và cái này có vẻ cùi, mình có thể reroll mất 5 tiền đó. Nhưng mà đoạn không, đầu mà không thể reroll được. Cái 3 cái cơ này ngon. Em thấy cái này ngon vãi nồi ấy. Ừ, bởi vì em có khả năng được sảnh. Ừ, cái này lá này ngon quá. Cái này có 3 đồng rẻ mà, cái này mua đi. Chuyển bài thành cơ xịn vãi nồi. Bạn chọn 1 trong 5 lá bài tarot để dùng ngay lập tức. Đây là chọn 1 trong 3 lá bài hành tinh để dùng ngay lập tức. Không, nhưng mà em thấy chính ra là mấy cái này dùng ngay lập tức nó không ngon. Mình để tiền lại, mình sau mình mua voucher ngon hơn. Bởi vì đoạn đầu này nó dễ mà. À, đây là đánh với boss này. Con boss này nó sẽ bắt mình bỏ 2 lá bài ngẫu nhiên trên tay á. Mỗi cái hand mình chơi. Không, chị đang tính là mình kiếm con 9 với cả con 10. 9 với 10 tép thì chị muốn bỏ 2 con này á. Nhưng bỏ 2 con này thì cái tỷ lệ cũng thấp. Đánh luôn để reset hand á. Ờ cũng đúng ấy. Thật ra cái hand này xấu, đánh luôn thì sao? Mình đánh 88 99. Em đúng. Nhưng mà em đánh thế này thì được có ít tiền lắm. Kia giờ được có 40 đồng không, thôi không. Chẳng là. Không, đây là mình đánh là để coi như là mình bỏ bài đi thôi, xong mình lấy hand xịn hơn. Em vẫn bị giữ 4 con kia cơ mà. Không, nó sẽ mình đánh xong thằng kia nó sẽ discard của mình 2 con đúng không? Thì coi như mình chỉ giữ lại 1 con. Ê con quy, sao con quy lại được ấy kìa? À đây vẫn là con quy cường hóa đi vậy. Ừ, uầy. À, lại thế à? Thế thì mình đánh như này. Đấy, nó discard mình còn mỗi con 5 ạ. Đây là 454 nhân với 6 khoảng 324, thiếu một nửa. Lại hai đôi à? Nó lại lấy của mình à? Nếu như mà mình chơi nó lại lấy của mình à? Ừ, hay là mình lại đánh tiếp như thế à? Đấy, bây giờ mình discard cái này đi. Đấy, không được, em để thế này. Em để này nó lấy của mình bài. Không, nó chưa lấy, nó chưa lấy. Đây, mình có full house đây. 666 22. Chứ bài xấu lắm rồi. Được rồi, đánh nghe là win rồi. Đoạn đầu nó vẫn là đang được kiểu hướng dẫn, nửa hướng dẫn dễ mà. Xong luôn rồi còn đâu. Ừ, xong rồi. 496, 800 điểm. Thắng con boss rồi. Đây là Joker à? Cộng 1 multi với mỗi hand liên tục mà không
Không dùng lá bài face card tức là như nào? Là JQK đấy. À không dùng lá bài JQK á. 5 đồng thì được 1 tiền á. Tối đa là 5 lợi tức. Thế cái lá bên cạnh là gì á? Mỗi con rô thì được 1,5. Cho thêm nhân 1,5. Nói chung là con Joker này cũng được. Hay là thôi cứ tích tiền đi. Đoạn đầu dễ mà. Để lại ra rồi tính sau. Bây giờ mình có sợ đâu. Thì đấy JQK add 23. Okay, discard 2346 đi. Có 10 đây. 10 JQK add straight. Cái này sẽ có đủ điểm luôn không ta? Ui 81 nhân 12 900 điểm đủ luôn. Một hand là đã đủ một đoạn đầu dễ. Nhưng đoạn sau chắc là sẽ bắt đầu khó dần đấy. Đúng rồi 3 tiền đây. Đủ ra là 5 tiền lãi luôn. Đúng rồi. Đây cộng 9 là mình vừa đủ 5 tiền lãi cho lượt sau này. Nhận cộng 12 lần nhân. Với nếu mà mình dùng straight á. Straight là sảnh thôi. Ừ. Sảnh nhân 12 luôn. Cảm ơn bạn nhiều. Kinh luôn. Mà con Joker này rẻ cơ. Có 4. Ờ. Mỗi cái con bài. Mỗi lá hình người JQK. Giữ trên tay có tỷ lệ 1/2. 50% cho mình 1 tiền á. Cái này có vẻ phèn. Con Joker này ngon mà. Ừ. Mua đây. 1,200 à. Lại sao con quy này, con quy này quỷ ám chưa? Đôi quy gì gì. Đôi quy luôn. Nó đã mạnh lắm rồi. Em play hand luôn. Hả? Play hand luôn làm gì chị? Hand này cùi ông 2 2 pair thôi mà. Nhưng mà em sẽ để lại được 3-4-5. Hôm sau mình lại có sảnh. Đây thì đánh như này. Đúng chưa? Giữ lại 3-4-5 để chơi hand sau cũng được. 800. 3-4-5-6. Tức là discard 2 con này à? 3-3-6-6. Có cửa 2 hoặc 7. Để lại 4 nữa. Đây 4 rồi, 4 xong luôn. 4-6 Full house. Sau này cái target này chắc khoảng 6-7,000-8,000. Lúc đấy là đánh nó sẽ khó này. Thì bây giờ mình đang tích tiền để mình mua lá ngon. Để đến lúc đấy đánh đúng khó rồi. Cả các lá bài đã được chơi đều tính trong cái đoạn tính điểm á. Là nước bán tùm lum này yếu á, không phải á. Ui cái này hình như là cộng dồn vô hạn à. Cái này không ngon là. Tôi thấy con Joker này ngon ấy. Cộng 3 multi khi các bạn bỏ mấy cái bộ, mấy cái booster pack ở dưới này. Đây cho em mua thử biết ngay này. Bình thường nó ra thì chỉ tính điểm 2 đôi thôi. Còn lá lẻ không được tính. À tôi hiểu rồi, tức là ví dụ các bạn chơi 2 đôi nó tính điểm 2 đôi nhân lên. Còn các bạn chơi mà 3 đôi thì 2 lá còn lại bị skip. Thì bây giờ nó tính điểm cả 2 lá còn lại. À thì cái lá này cũng phèn. Không lên được bao nhiêu. Nếu mình chơi có bài ngon. Đây nhá, thử ấn deck nhá. Có được gì đâu. Sao không được gì hả? Hình như mỗi cái gói ở dưới mỗi nó có một tên gói nó phải đúng tên ấy. À phải đúng tên là booster pack thì mới booster pack mới được. Cái này ui điên. Không, nó hên xui, nếu mà chị ra booster pack nhiều thì cũng mạnh ấy. Đánh boss này. Ờ tất cả các lá rô thì sẽ bị debuff, tức là giảm điểm, theo tôi đoán là giảm điểm. À nó không tính score no chip. Không được tính điểm nhá. Và tất cả các cái kỹ năng đặc biệt là hỏng hết luôn. Thế là bỏ luôn bố con cuối đi còn gì, các bạn đợi sảnh đồng chất hoặc là gì đấy. Discard 6 cơ thì không đủ, kể cả 6 cơ. Ủa? Không có 6. Khoan, thì em chỉ thiếu một lá 6 bích thôi. 6 bích à? Lúc nãy mình đã bỏ 3 với 5 rồi đúng không? Bây giờ mình bỏ 3 với 5 tiếp. Bỏ tiếp nhá, bỏ tiếp 3 này nhá. Tiếp. Có 6, có 6. Không, có quả nhân 12 mạnh lắm. Ồ, nhân 20, 55 nhân 20, 1001 rồi, chưa thắng. 7, 8, 9, 10 gì kìa, lại straight tiếp kìa. 7, 8, 9, 10 gì. Win rồi. Nhân này nhân bao nhiêu? Ủa, mấy cái lá Joker cộng cái này ngon nhở. Ủa, 1,400 kìa. Ủa. Má, bây giờ mình chỉ đánh sảnh à. Trong chơi này là Tarot Card xuất hiện nhân 2. Ở trong shop là như nào nào. Đây là mỗi lá bài đã ra nhá thì sẽ cộng 4 chip khi tính điểm. Tức là ví dụ chị ra 5 lá đầu nhá thì sẽ cộng 20 điểm cho cái sau nữa. Stack vô hạn hay sao ấy mà đúng không. Con Joker này nhân 0,5 lần multi với mỗi lá bài bị bán reset lại khi bot đã bị hạ gục.
Cái này thì nó sẽ ngon bởi vì là sau này chị sẽ bán mấy con Joker cùi như con này đi. Thử mua đi, 9 đồng thôi cho mấy. Đây nhá, là hiện tại là mình đang được nhân 1. À đây, bán được 2 đồng ấy. Ui, nãy mình mua đắt mà. Không nhớ, mình mua 5 đồng hay sao ấy. Đây. À, nó thành nhân 1,5 nhá, để xem vào trong tác dụng nó như thế nào nhá. Sao bài nó hơi cùi nhở. Bỏ 19,74 đi, xong rồi chờ thôi, tôi nghĩ thế là hợp lý nhất rồi. Chờ mỗi con 3 à? Sảnh giờ là mạnh nhất rồi, mình phải đánh theo con Joker điên này mà. Em muốn bỏ 4 pick để giữ lại 4 cơ. Thì nó sẽ có át cơ với 4 cơ về sau mà bí quá thì em dùng lá kia em vẫn thành thủ. Được, ok. 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Đây, giữ lại 4 cơ nhá. Đây nhá, nó sẽ là 55 x 8, xong nhân 20. Ấy, 20 nhân thành 30 à, một phát 1,6. Thế thì vứt con 4. Quy ca luôn. Giữ quy, cái chat cứ bảo giữ quy để làm gì các bạn. Tại vì chúng ta có cái sảnh nhân 12 này này. Sảnh nhân 12 chứ mình không chơi thùng. Chứ vài con nhỏ lẻ nó có vài chip thôi mà. Đúng rồi, thôi discard đi sao nào. Không ra tôi chỉ biết. Rồi. Vẫn giữ lại 7,8,9,10 kiểu gì trả ra. Đấy, kiểu gì cũng ra mà tại vì nó có tận 8 con cơ. Đúng rồi. Rồi, đây là win rồi. Không, đoạn sau càng sau cái này nó càng nhân mà. Nãy tôi nhớ là 800 giờ đã lên 1,600 rồi các bạn. Nhân được 30 là mình sẽ được 2,200, ok. Tất à lại là cái lá bài vũng nước lúc nãy là Joker gì đây? Đây được cộng 1 Joker slot kìa. Cái nào? Đấy, cái lá đầu tiên ấy, cái lá 8 đô kìa, được cộng 1 lá Joker nữa kìa. Cộng 40 chip với mỗi số lần discard còn lại. Này mua đi là biết này. 6 kìa, 4 trên 6 kìa, đúng là còn gì nữa. Đâu? Đập trận bây giờ. Em còn thấy lúc nãy em là 3 trên 5, bây giờ em thành 4 trên 6 không? Hầm. Negative nhưng mà chắc chắn negative là có tiêu cực mà. Hầm. Cái chắc chắc chỉ đà. Đúng là chắc chắc chỉ đà. Đúng là idol giống nhau. Tức là thêm được 2 lá Joker nữa luôn, bây giờ em đang 4 trên 6 mà. Mua tiếp. 4,200. Ủa ôi. Mình đánh 3 con 3 nhưng nó vẫn tính chip của 2 con còn lại đấy. Thế thì mình đánh 3-3-3 với cả 2-6 thôi, mình để lại một cái sảnh 90 GQK. Ừ, 90 GQK, đánh như này à? Nó tính hết luôn, xong rồi nó sẽ tính hết theo lên, đây lá này tính hết lên. Ui, cộng 160. Ôi. Ui, con này lá cờ này ác thế. Đỉnh luôn. Số discard bạn để lại nhá, bạn để nguyên không discard. Lá cờ này ác phết. Tới hand này xong lại giữ lại. Cái này làm sao mà được sảnh? Bây giờ nhá, em mà chơi cái bộ bài này là em phải có 9 em mới sảnh được. Em bỏ 9 đi lấy đâu ra sảnh nữa. Ừ. Chỗ này là em đã mất 2 con 9 trên 4 con 9 rồi. Win luôn rồi mà play là thắng rồi là sao? Play là đủ các bạn. Ừ. Bài mình mạnh, bộ bài trên này mình mạnh quá rồi, đánh mẹ thì cũng win. Thôi đánh luôn đi. Đánh mỗi 2 đủ. Có cái lá này mạnh quá, cái lá cờ này mạnh quá ác. Mình cứ để lại không discard ấy. Thế là 160 x 9 này, 6000 lại rồi kêu. Tỷ lệ 50% tạo ra một lá bài tarot mỗi khi mở booster pack. Cái Venus này là nâng cấp 3 con giống nhau cộng 20 chip và thêm 2 nhân 2. Anh cứ mua đi xong rồi về sau mình bán. Thế này nó lại tích cho không, cái lá. Không, hành tinh hình như là dùng luôn đấy chị. Mua là dùng luôn chứ không phải là mất gì đâu. Thế cho hành tinh mua nhá. Đấy. Thuy là bộ cai của mình lên level 2 xong nó mất luôn này. Mua có 4 đô nhá, xong em thử bán đi xem nó có được tính không. Ờ, nó có tính Joker đấy chị, 6 trên 6 này. Ờ, mạnh mà. Ê, đừng nhưng mà từ, mình sắp đánh boss chưa, tại vì đánh boss nó reset mà. Đánh boss bây giờ mình giữ sức qua mình để dành đi, xong rồi mình bán sau. Ừ, cũng được. Bây giờ mình mạnh thì đánh ấy. Boss là 5,600. Tơn trước mình đã được 6,000 mấy rồi. Ồ, nhưng mà con boss này là nó sẽ hủy hết lá bài team, lá bài cơ nhá. Mình không có lá cơ nào ạ. Play hand á. Play hand thì rác lắm chị. Sao lại rác? À đâu, cũng không rác lắm. Nhân nhiều phê đấy. Hay là play. Bây giờ mình play QK 27 nữa. 27 để lại 456. Ừ. Ui, thế cái lá này gánh vãi cả đái. 2,700. Mạnh vãi thôi. Đấy, lại cái lá Joker này ác quá nổi các bạn ạ. Lá Joker này nó làm cho cái game này nó không cần tính toán gì nữa luôn.
tức là các bạn cứ đánh hết bài, bài to nhất là đánh, để lại còn 4 cơ nhá. Tại vì nếu mà đã nhân của cái kia thì vẫn đủ ngon đúng không? Nhưng mà 4 cơ đấy không được tính tiền mà, để 4 cơ làm gì? Đó, ê, phải để 7 đấy. Để 7 thì chị vứt hai vứt như này à? Em vừa mới vứt một con 7 rồi. Mất hai con 7 rồi cơ kìa. Bây giờ nhá, em ra 27 24 rồi mà em vứt gì lát nữa em không stress được đâu. Thế đánh nhà ấy. Đánh thử một cái hen rất là rác luôn nhá. Vẫn phải cộng được khoảng 1.500. 1.700. Con Joker lỗi vãi nồi thế. Con 567 à? Con này là con common nhá các bạn, con thường nhá, không phải là con hiếm hay là con gì đâu nhá. Này, cộng 2 lốp. Nhân 30. 6.000, 10.000 điểm. Con Joker mua học vãi nồi. Kích hoạt lại tất cả các lá bài đã ra ở cái hand cuối cùng. Cái này là ui ôi. Cái này là nâng sảnh của mình cộng thêm 2 lần nhân và cộng 30 chip. Mua là dùng luôn mà. Hành tinh Saturn cộng 1 lá bài trên tay, vô chơi này có vẻ ngon quá nhá, mua nhá. Bán đi cách đấy bao giờ luôn á. Bán đi lá này lại được nhân thành 1.5 nhá, xong mình mua lá này thử xem, xong sau mình bán cũng được mà. 5 đồng mà. Ok. Đây là chị thấy không? Bây giờ tay của mình cầm được 9 cây. Ui ngon luôn. Chả mạnh. Thế thì về sau mà mình 10 cây thì đỉnh của chóp à? Để lại bố con rô làm gì, chị đánh không não thôi. Không, em đánh toàn bộ. Mình đánh 5 con này xong mình để lại bố con rô. Ôi. Ghê thế. Bây giờ đánh 5 con rô luôn. Đây đánh 5 con rô xong end game luôn. 71 nhá, 231 nhân 12. Mới xuất chiêu quả. Và đã quê được minute. 3 con 7 AdG chắc là qua rồi. 3.400 điểm xong qua. Joker đỏ. Cái gì đấy? Cái gì đó? Ra là cơ. Uầy. Thì sẽ cộng 4 lần cái lá bài cơ đấy. Em mình có lá cơ đỉnh luôn. Lá này là gì đấy? Vãi nồi gấp đôi lượng tiền là mình đang có 35 tiền. Thì mình mua lá này xong mình sẽ được gấp đôi tiền. Dùng là được gấp đôi tiền là được thêm 20 tiền. Wow. 52 tiền luôn. Oh what the fuck. Là sao? Chị bỏ 4 tiền ra thì chị được chọn một trong hai con Joker gì đó ngẫu nhiên. Mua cái pack đi. Thử xem nào. Hey. Joker này là thùng. Đấy là luôn em. Thùng cộng em, 10 multi. Là các lá bài Joker Tarot hành tinh Spectral thì sẽ xuất hiện nhiều lần là như nào nhỉ? Tức là làm cho cái shop của mình xịn hơn theo hiểu em hiểu là như thế. Kiểu nhưng mà lá này là lá thường, còn lá này là hiếm nhỉ. Thử dùng lá này, chắc là thử lấy lá này à. Hai cái kiểu như khu đồ hiệu à, thì thử lấy đi. À muốn lấy thì mình phải bán à. Ôi bán lá đất đi. Còn chưa được chơi thử. Chưa được chơi thử nhưng mà upgrade lá này lên nhân 2 này. Xong chọn lá này. Xong rồi nếu mà lởm quá thì thôi lại bán. Thế thôi đi. Đánh 2. Như này à. Không đánh đôi 5 đi chứ. Đánh đôi 5 đi chứ. Đánh đôi 5 so với cái gì? Không, chị nghĩ là đánh 268 ấy. Để lại K ấy. 90 GQK mà. Không, thế thì mình để lại 6, 8, 9, 10. 6, 8, 9, 10 để làm gì? Thì có cửa. 7 cũng ăn. Không cần phải gì. Sau để lại 6, 8, 9, 10 thì mình đánh như này. Đánh chỗ còn lại. Mà cái này ra bài to được cộng nhiều tiền hơn. Đúng rồi. Trời ơi, tính toán. Trò này xích ra cho chị ve. Nữ hoàng poker 2k4 thề lá Joker ấy lỗi vãi rồi. Lại đánh như thế nữa à? Đánh như thế là cộng 2k4 rồi. Cái lá này nó bị mạnh quá ấy, lá này phải là rare. Thề cộng 40 chip. Với mỗi lần đít cát, không thèm đít cát cộng phát nào cũng 2.000. Gọi đánh 4 hay là đủ rồi. Đấy đủ rồi. Ui quy luôn 90 GQK. Mà nó lại còn đủ hàng to cơ. Win luôn rồi còn đâu. Win luôn. 80 nhá. Nhân 10 nhá. 99. 109 nhá. Nhân 14 nhá. Nhân 26 nhá. 269. Nhân 52. 20.000 điểm. Lá này là cộng 1 tiền mỗi cuối lượt. Được 2 tiền khi mà mình đánh xong boss. Phèn. Chị nghe này. Lá này là cộng 2 tiền với mỗi lần discard mà mình chưa dùng. Có nghĩa là lá này là cộng 8 tiền. Chính ra bây giờ mình mua pack hành tinh được đấy. Tại mình giàu rồi mà. Mua lá hành tinh trước nhá.
Xem ra gì nào. Trái đất là full house cộng cho full house. Vranus là cộng cho hai đôi. Mình cộng có cho một đôi. Chỉ được chọn một thôi. Flirt này. Em có cái nào trade không? Không có cái nào trade cả. Cái trade mình mua rồi. Cái shop cai bỏ qua đi. Chị bảo nhá, bây giờ mình đang chơi không não thì mình lấy cái me thôi. Mình đang chơi không não thì chắc là chọn Mercury thôi. Về sau thì chơi, mình chơi mua một cái đôi. Đúng không? Bây giờ mình đang không não, mình cứ phải chơi không me đã. Lối chơi không não. Bây giờ chọn cái dễ nhất trước đã. Đúng rồi, nâng lên một cấp cho một đôi. Với cả nó rất phù hợp với cách chơi bây giờ của cách mình. Cách chơi của mình không não mà. Được rồi, thì mua cái pack này ra nhá. Có 6 đồng nha mày. Xong đấy xong mình bán. Sợ gì? Ôi cái gì đấy? Ô cái gì? À, đấy? Quên mất pack này là phải dùng luôn chị ơi. Trời ơi, quên đấy. Cường hóa chuyển biến một cái lá bài trở thành wildcard, tức là có thể vừa với bất kỳ một cái nào. Ủa ngon thế nhở? Còn cái lá này là chuyển một lá bài trở thành lá bài vàng, là giữ được 3 tiền, được 3 tiền ở ngoài này nếu mà giữ đến hết round cái phèn. Nâng bậc của hai lá bài lên một cấp. Em không biết nhưng mà khá chắc là nâng bậc. Ví dụ lá này là đang là cấp 0 đúng không? Cộng 10 chip ấy, nâng lên nó cao hơn thì phải. Đây là biến một lá thành lá bài may mắn. May mắn là có tỷ lệ 1/5 cho 20 lần multi và 1/15. Chị thích cái may nhưng mà em hơi đen. Là cuối là phá hủy hai lá bài pháp sư. Thế bây giờ cường hóa con K tép nhá. Không, cường hóa con 10. Biết tại sao không? Tại con sao? 10 em vẫn dính được đến con Q của em nhá. Nếu mà em có con Q lúc trước em vẫn lấy cái stress của đấy được nhá. Mà con 10 stress từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên đều được. Kinh nhờ, chị Vi tính toán nhá. Đỉnh luôn. 10 dính Q cả ăn nhá. Xong rồi 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10 cũng được nhá. Con 10 là ngon nhất. Nhưng mà nghe rất thuyết phục. Đỡ chọn cậu. Chiêu đấy, biến lá này thành lá phép thuật 12.000 à. Lá tép là sẽ bị không tính thì ok. Ui, lên phát 3 con tép luôn. Và con quy tép của mình xịn như thế kìa. À, nó mất cả tác dụng đặc biệt của con quy này luôn này. Con quy thường luôn này, chị thấy không? Đánh đôi à? Đánh đôi 6. Xong giữ lại 10 quy cá át. Trời đôi ơi, mình đang đôi ngày xưa chỉ nhân 2 rồi nhân 3. Đôi 6 vẫn được khoảng 3.000 điểm. Lại đôi hai tiếp. Lôi đánh không não. Má, cái chiến thuật không não này vẫn cả thừa. Không não nhẹ nhàng cũng 2k, gần 3k rồi. Ừ. Sảnh là toàn mười mấy nghìn điểm. Sảnh nha, nó không được tính đến 4 con hơi phí. Không, chị nhìn nhá, để em cho chị xem nhá. Mặc dù là không tính 4 con nhưng mà bài mình là bài sảnh. Sao mình không biến 4 3 con tép thành 3 con cơ đi, xong mình lấy một cái ấy có phải ngon không? Lấy cái gì? À mà thôi cũng chưa cần đâu, đằng nào cũng qua. Phí là gì? Em chắc chắn là qua nhá, nhìn em đánh một phát này. Em chỉ còn 2 hand thôi đấy. 2 hand thừa qua, chị nhìn nhá nó không tính cái gì nhá. Chỉ tính đúng con K là 70 đúng không? Nhân 10 này, nhân 22 này, 230 này, nhân 44 này, một phát 10.000. Làm sao mà thua được? Lá bài còn quá mạnh. Neptune là thùng phá sảnh. Nhưng mà khó lắm. Không, có 3 đồng thôi, cứ mua thôi. Cái gì? Làm gì? Không có tác dụng gì à? Thế mua làm gì? Nếu biết. Chị nghĩ lá này nó phải có một điều gì. Cái voucher chắc chắn nó phải có cái gì để bí ẩn. Cái voucher này không làm gì á. Nghĩ là chị muốn mua cái voucher 10 đồng không làm gì cả. Cái nothing đấy nó mờ thì kia là nó chỉ. À, nó bảo là hỏi chấm à? Ở đằng sau, đúng rồi, ở đằng sau nó sẽ có một cái gì đấy cực kỳ ngon. Đỉnh của chóp. Tôn VN à? Nghe chị Vi. Đúng rồi. Cái gì đấy? Kéo được gì cả. Hả? Không được gì cả chứ sao nữa, mất 10 tiền rồi. Ơ kìa. Vì ngố. 4 đồng. Thêm một hành tinh. Thế là nó trừ của mình 10 tiền, không cho mình cái gì á? Chả thế. Thôi thế lấy cái stress đi, tại vì kể cả mình có chơi không não thì mình vẫn hướng đến stress cuối cùng. Đúng rồi, nói chung là chơi sảnh nhá. Đúng rồi, chơi sảnh trước. Sảnh mình đang có nhiều bài ngon. Sảnh mình lên cấp 3 luôn này. Đấy. 10 CPK thiếu 9. Đánh đôi 4 đi. Đánh đôi đánh này thôi. 10 big phát qua bản luôn. Không, cái đôi của mình bây giờ cũng vẫn gánh phết mà. Đôi gánh cũng được tầm nghìn mấy. Nghìn mấy cũng không phải lắm đâu. Tại vì mình không bán nên là nó không ngon. Rồi bỏ 356 thôi nhá.
Đúng rồi, mình đang bỏ bài thôi mà. Má bắt bỏ bài là bắt bố bê đồng ấy chị. Cái gì đấy? Khoan nhá, bây giờ em ăn 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 cái flirt đi, 7, 8, Đặt cái 9, 10 này. gì cơ. Ừ, Ừ, xong vẫn xong để còn 10 hộ kia GQK mà. thịt đúng không? Ngon ngon, hen này đẹp quá rồi. Nhà mình bị mất cái lá lửa trại hơi bị phí. Lửa chạy là gì? Cái lửa À trại lúc lửa nãy chạy mình chưa này á. bán ấy, nên nó không gấp lên ấy, không gấp lên thì nó không ngon lắm. Đây, bây giờ là có Thì xong sảnh rồi, này. 90 GQK là xong rồi. Đủ điểm Mình có rồi, thể 90 nhân kia qua nó kia. kèm kiểu gì trả 10.000 điểm. 7.000 nữa. Vẫn đủ, vẫn đủ, vừa đủ luôn. Hai đôi rồi, rồi nâng hai đôi đi. Bán tarot cũng tính, không cần phải bán joker á. Nhờ. Thế ví dụ bây giờ tôi mua cái ra tarot phế này. Xong tôi Xong bán rồi nó bán đi. đi mất 2 đồng. Thì con này vẫn được nâng lên 1,5 lần à. Được rồi, thế là được rồi. Ui giời, cái nhà nãy giờ mình không mua. Mua hành tinh Ai nhá. đấy? Cái này lại sảnh nữa Đấy, này. cái này, chính nó. Sảnh lên cấp 4 luôn à. Đây. Không, cái này là chuyển lá thành rô thì không ngon, cái này là bị mất, còn cái này là cấp được 2 hành tinh này. À, cái này là cho một cái lượng tiền tương ứng với giá trị bán của tất cả joker của mình. Là mình có Mắc bị bán không? không, tức là mình không bị bán. Mắc là 50 Thì mình tiền lấy hiện thôi, mình tại. lấy tiền nhưng mình vừa mất 10 tiền, bây giờ nó cho lại mình 50 tiền, tội gì? Cho lại 15 tiền thôi chị, hiện tại là 15 thôi. Đống Là joker của 15. mình chỉ giá trị 15 tiền thôi. Lấy Đang thiếu tiền tiền đi, lấy này. tiền Thôi, đi. coi như cái này nó bù lại cho mình cái tiền lúc nãy mình bị Bù mất lại cho chị bị đấy. ngố. 16.000 năm cơ. Bình thường. Chế Ui chị luôn. ơi. Ui. Skip là được được Skip được lấy luôn. một con Skip negative luôn, joker là joker âm. 22.000 mình tung sức. Thật Là luôn, mình được 7 con 22.000. joker ấy. Skip Chế skip luôn. skip 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 luôn. skip bạn skip bài đi. Con boss này là con cá. Lá bài rút được sẽ bị úp xuống sau khi mà đã đánh cái hand đấy ra, đánh một ra một hand nhá. 2 3 4 5 6 được bao nhiêu? 11.000 là một nửa luôn. Khó Ồ. chưa? Thế giờ làm sao? Chỉ có cách là discard tất cả các lá mới thôi. Bây Như giờ chị em đang bỏ em discard là hai cơ ba rô đi. À, em sắp xếp theo thứ tự này là nó sẽ hiện lên là em là biết mình có những cái lá gì đúng không? Em thấy hình như là sắp xếp như này nó sẽ là ý là không, nó không đúng đâu. Thế thì chẳng lẽ đây là hai lá át à? Đánh mù có 4 lượt đánh thôi các anh trai. Không, không đánh mù liều thế được. Ê, nhưng mà không không được đấy nhá. Bởi vì mình đang có cái lá kia mà. Mình cũng đang nhân mà, mình chơi kiểu không não được đấy. Nhưng mà thế thì bài trên hand mình xấu lắm. Mình có nửa tiền rồi mình cũng chả thua được mà mình đang chơi kiểu không não mà mình sợ gì? Chắc cũng đây. Chắc tin chị. Tin chị thì được rồi, đánh mù nhá, đánh bài mù nhá. Đánh bài mù đây. U Ui. 3 con 2 luôn. Nó chưa. À, tại vì mình bấm sắp xếp. Mình bấm sắp xếp. Trời ơi. Được có 3.000 đấy Đỉnh chị cực về. cấp. Xong bây giờ mình bấm sắp xếp tiếp. Ô, đéo được. Ô, khoan đã. Đây, em ấn nhầm. Không, rank là theo thứ tự, xui là theo phù hợp à? Thế tại Nhưng mà sao mấy sao lá này ta? lại từ từ nhá, Ok đã. mình có thể đoán, mình có thể đoán được. Tức là lá Ừ. này là nhỏ hơn 10G. Đúng Nhưng rồi. mấy lá Cái đoạn này trên. nhưng nó lại ba lá này lại phù hợp với cả mấy lá này. Ê, nhưng mà thật ra discount ngon hơn này. Xui là Nó chất sẽ à, cho xui là mình theo một chất lá. à. Không, em nghĩ là đánh theo thứ tự ấy. Bởi vì bây giờ nhá, 5 con này thì khả năng là có ít nhất là một đôi à. Đi quy cá rồi. Nếu mình đánh Đúng không? đánh như này à, đánh như này ít nhất là được một đôi to à. Không, chị bảo em nhé, bây giờ em rút lại con ở giữa đi. Đánh con 10 cơ theo luôn. Tức là bây giờ đánh như Em nghĩ này, nó sẽ là đánh bài đôi quỷ. mù. Đúng như này. Hoặc là con kế con gì thôi. Thế nhớ Bỏ mà con nó đấy là đi lại. hai con gi chẳng hạn, Thế thì xong đây bỏ là con con kế con quy gì thì lại, mất mẹ con xong rồi quy à đánh chị Vi. con đấy ngon hơn đấy. Hả? Đúng. Bỏ con cạnh con gì lại, xong rồi đánh con kia. Chỉ có con đấy hoặc con cạnh con đấy thôi, một trong hai con Được thôi. rồi, đánh bài mù đi. Đấy, Ui, lửa kaka. à thì đen chưa. Đây là con quy thề. Được 2.000 Ăn mà. cứt rồi, ăn cứt rồi, ăn cứt rồi, ăn cứt rồi, Ui. Bây giờ phải bỏ 5 cây, bỏ 5 cây luôn. Em sắp xếp xong bỏ 5 cây ở dưới à? 5 cây ở trên. Thật, bây giờ phải bỏ 5 discard 2 lần đấy, discard 5 cây ở trên xong discard 5 cây ở dưới. Đúng không? Để em lật hết bài lên để em đánh theo bài đẹp nhất. Con 10 của mình cũng có bây kết giờ bắt buộc quả. mình phải đi cắt 2 lần để chơi bài ngửa. Phát này chắc chắn là đi Đúng cắt 2 lần rồi. để chơi bài ngửa.
Bây giờ cứ đích cắt 5 con nhỏ trước đã. Thế xong rồi mình xếp bài thì mình sẽ biết thứ tự của bọn nó, thì mình chọn bài để ấy tiếp tiếp theo. Thôi rồi, thử đích cắt 5 con nhỏ nhất đi. Đây là 3 con to, nói chung là mình cứ phải discard đi. Bây giờ là 2 là mình không có, là mình phải discard con ad này đi là chắc chắn rồi, mình phải bỏ con ad này đi, hiểu không? Vì 2 không có là không thể nối được dọc dưới nữa. Ô ăn cứt rồi. Còn 7. Cái 2 đôi với con ad này đi, chị tính được bao nhiêu chip? Có đủ 4000 không? Bắt buộc phải đánh sảnh, bởi vì sảnh của mình là 120 × 10 chị. Sảnh lý tưởng nhất của mình bây giờ là còn 7 với 9 đều còn nguyên 4 con luôn. Chắc chắn ăn được. Không biết, tại vì những con úp mình vứt đi nó sẽ không cho biết là mình vứt con gì đâu. Discard hay. 9 đây rồi. Nếu có 7 thôi cút mẹ rồi. Cút. Bây giờ mình phải ôn những con 7. Còn một lần discard cuối cùng. Ô đi con 7 thì tức là vứt con ca ad. Vứt 5 con luôn. 3, 8, 8 luôn. Đúng không? Đúng rồi. Đéo, ui đây có con vậy. Lấy 6, 7, 8, 9, 10 chứ làm gì á. Lộ. Con này càng ngày khó mà, để xem được bao nhiêu. Tại vì mình bị một pha hai lần hen ấy, nên là nó úp hết bài của mình. 6000 vừa đủ, mình chỉ dư có 1000 thôi. Đánh bot khó mà các bạn. Ra 7 là được rồi, ra 7 là được rồi. À mình khó vãi đái. Đi cút.